Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, một lần nữa thì tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý mài cha và quý con cái Chúa chúng ta đang có mặt ở tại hội thánh Vũ Trụ Rema của xe buổi sáng này. Xin Chúa ban phước lành cho chúng ta một buổi sáng tốt lành ở trong danh của Jesus Christ. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hôm nay là ngày Chủ nhật 19 tháng 6, cũng là ngày lễ phụ thân. Tức là ngày mà chúng ta sẽ tri ân và chúng ta sẽ nói nhiều và cầu nguyện nhiều cho những người cha, những người đang làm cha ở trong hội thánh này. Xin quý vị cho tôi biết ai đang làm cha và có con nhỏ, xin hãy giơ tay lên cho tôi biết. Một người, dạ làm cha chứ không phải làm mẹ. Dạ một, sắp sửa làm cha hả? Rồi có một người ở đây, tôi nữa là hai. Cảm ơn Chúa. Thì thấy cái âm đi cho nó nhỏ là được. Dạ làm cha thì cũng hơi là cha xứ nha. Dạ rồi, cảm ơn Chúa. Thưa quý mài cha, trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một người cha gương mẫu và hoàn hảo ở trong Kinh Thánh. Và chúng ta trước hết thì chúng ta biết rằng là điều răn thứ năm ở trong 10 điều răn Chúa chép như thế này: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Số Y Tế đoạn số 20 câu số 12. Vậy thì điều răn số 5, Chúa ngài mong muốn cho con người của chúng ta cần phải tuân giữ, đó là chúng ta cần phải hiếu kính cha mẹ của chúng ta. Và khi chúng ta hiếu kính cha mẹ chúng ta thì chúng ta sẽ được phước của Chúa, được sống lâu thưa quý mài cha. Và điều răn số 5 này là điều răn duy nhất ở trong 10 điều răn có kèm theo lời hứa, đó là chúng ta sẽ được sống lâu khi chúng ta hiếu kính cha lẫn mẹ. Có một số lý do khiến cho nhiều người con ở thế giới này cảm thấy rất là xa cách và khó nói chuyện với cha của mình. Và đa phần những đứa con ở trong một gia đình thường hay gần gũi và tâm tình trò chuyện với mẹ của mình nhiều hơn. Đó đúng vậy không quý mài cha? Dạ, ít khi nào chúng ta có một cái kỷ niệm đẹp đẽ nào đó ở trong thời ấu rằng chúng ta được nói chuyện, được trò chuyện tâm tình, tâm sự gì đó với cha của mình. Thậm chí là mình muốn mua một cái món quà gì đó, muốn mua một cái gì đó thì chúng ta cũng không dám vòi tiền ba mình, nhưng mà mình thường hay đến gần với mẹ để mà mình vòi tiền, đúng không ạ? Và đó là một trong những cái đặc trưng ở trong một gia đình khi mà chúng ta có một cái truyền thống chúng ta gần gũi với mẹ, với người nữ nhiều hơn là với cha là một người đàn ông. Nói như vậy có nghĩa rằng là người đàn ông gia đình không quan trọng, nhưng mà chúng ta qua Kinh Thánh nhận biết rằng tầm ảnh hưởng của một người cha ở trong gia đình rất là lớn. Thưa quý mài cha, người đàn ông ở trong gia đình họ vừa là đầu của vợ mình mà cũng vừa là một người phải chịu trách nhiệm để dạy dỗ, nuôi nấng, trưởng dưỡng cho con cái của mình, và cũng là phải là một người có một cái tầm ảnh hưởng trong thuộc linh tốt ở trong ơn của Chúa để có thể quán xuyến gia đình của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Trước hết thì chúng ta sẽ nói về những luật pháp ở trong Kinh Thánh nói về việc mà cái trách nhiệm của chúng ta đối với cha mẹ của chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 thì câu 3, đây là lời của sứ đồ Phao-lô nói: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Vậy thì đây là một cái lời nhắc lại của sứ đồ Phao-lô đối với điều răn số 5 mà khi nãy tôi có đọc. Đó là điều răn duy nhất ở trong Kinh Thánh có một lời hứa nói theo, và chúng ta sẽ nhận được phước và cũng như là sự sống lâu trường thọ ở trên đất này. Quý mài cha có muốn được sống lâu không? Ai cũng muốn, đúng không ạ? Ai cũng muốn có được sống lâu và trường thọ hết. Vậy thì chúng ta có thể giữ theo điều răn này để chúng ta sẽ nhận thấy được lời của Chúa ứng nghiệm trên đời sống và sức khỏe của chúng ta. Rồi nếu mà một người không hiếu kính với cha mẹ của mình, không có phục cha mẹ của mình vì một cái lý do nào đó, có thể là do người đó không có một gia đình tin kính và cha mẹ người đó có một đời sống không gương mẫu, không đúng đắn ở trong đạo đức chẳng hạn, và đứa con nó có một cái chiều hướng đó là nổi loạn và nó không muốn vâng phục cha mẹ của mình. Có những gia đình mà tôi nhìn vào và tôi cũng cảm thấy rất là đau lòng, bởi vì trong gia đình đó vắng bóng người cha. Mỗi khi mà đứa con nó cần có người cha bên cạnh để chơi đùa hoặc là để
nói chuyện thì không có người cha. Sáng say chiều xỉn, rồi tối thì lại đi đâu đó. Và chỉ về nhà khi đứa con đã ngủ rồi. Và trong tâm khảm của một đứa nhỏ như vậy, nó không hề có một ấn tượng xúc động nào về người cha tốt lành và tinh kính. Và Kinh Thánh có nói rằng là đáng đủ xả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình, cả dân sự phải đáp amen. Ở trong Phục Truyền Luận Lý đoạn 27 câu 16. Chúa nói rằng là ai khinh bỉ cha mẹ của mình sẽ bị đuổi xả. Rồi ở trong Lê Đức Ký đoạn 20 câu 9 chép rằng khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình thì phải bị xử tử. Nó đã chửi đuổi cha mẹ, quyết nó sẽ đổ lại cho mình nó. Wow, quý ông bà cha thấy cái hình phạt dành cho những người mà họ khinh bỉ cũng như đuổi xả cha mẹ của mình, chửi cha mắng mẹ, thì trong luật pháp của thời của người đó phải bị ném đá, bị xử tử. Nếu mà áp dụng luật pháp của thời xưa và trong thời nay, tôi nghĩ chắc là nhiều người con ngày nay cũng bị ném đá lắm, đúng không ạ? Đúng. Bị tử hình nhiều lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa trong thời đức ước, chúng ta không còn sống ở trong những cái luật pháp nặng nề như vậy. Và ở trong Thông Ngôn 20:20, lời của Chúa chắc là ngọn đèn của kẻ hủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt. Một khi mà đứa con nó đã hủa cha mẹ của nó, thì cái ngọn đèn của đứa con đó, tức là nói về đời sống thuộc thể và tất cả những ơn phước của Chúa đó, nó sẽ bị tắt đi. Và đứa con đó sẽ đi vào trong cái vùng tăm tối mờ mịt và bị hủy diệt. Và trong Thông Ngôn đoạn 30 câu thứ 11, lời của Chúa cũng chép rằng có một dòng dõi rủa xả cha mình cũng không chúc phước cho mẹ mình. Có thể đứa con đó nó khinh bỉ cha mẹ nó chửi cha mắng mẹ của mình, nó rủa cha mẹ của nó, nhưng mà nó vẫn còn sống, nó vẫn chưa nhận lấy cái án phạt, chưa nhận lấy hình phạt. Nó có thể nói rằng là ô đó, tôi rủa xả cha mẹ tôi đó, tôi khinh bỉ cha mẹ tôi đó, tôi đâu có sao đâu. Nhưng quý mà trẻ ơi, có một cái chết nó còn ghê gớm hơn cái chết ở trong thực thể, đó là cái chết về tâm linh. Đứa con đó nó sẽ sống ở trong một cái sự lầm lạc và hư mất ở trong ý nghĩa cuộc đời của nó. Nó sẽ sống mà dường như là chết. Và nó không thể kinh nghiệm được mọi cái phước hạnh và niềm vui, ý nghĩa mà Chúa ban trong cuộc sống của nó. Cho đến khi nó ăn năn và trở lại để tha thứ, yêu thương và chúc phước lại cho ba mẹ của mình. Quý vị có thể cảm thấy cái điều này nó hơi lạ. Ủa ba mẹ tôi đâu có đáng đâu, ông bà nó chơi số đề rồi cờ bạc đỏ đen rồi nhậu nhẹt rượu chè sáng say chiều xỉn tối mới thấy mặt, không đáng. Nhưng quý mài trẻ ơi, tại sao Chúa lại cho phép chúng ta được sinh ra trong gia đình như vậy? Chúng ta hãy nhớ một điều rằng là chúng ta có quyền để tự chọn số phận của mình ở trong cuộc sống này, nhưng mà chúng ta không thể nào chọn được cha mẹ cho phần xác của mình, đúng không ạ? Chúng ta không thể chọn được gia đình của chúng ta để chúng ta sinh vào trong đó. Bởi vì chúng ta cần phải hiểu được rằng là ý muốn của Chúa đó là muốn chúng ta cần phải đầu phục cha mẹ của chúng ta ở trong phần xác, và chúng ta cần phải hiếu thảo, làm tròn trách nhiệm của một người làm con ở trong cái nhìn của Đức Chúa Trời qua luật pháp của Chúa. Có thể cha mẹ của chúng ta không tin Chúa, họ là những người rất là hư hỏng về đạo đức và luật pháp, nhưng mà anh chị em hãy nhớ rằng mình vẫn là con của họ, vẫn phải chăm sóc, vẫn phải hiếu thảo, vẫn phải chúc phước cho họ. Hãy cầu nguyện cho họ, nếu họ chưa tin Chúa hãy cầu nguyện cho họ để họ được trở lại và ăn năn thờ phượng Chúa sau này. Và tôi tin chắc rằng lời cầu nguyện của những đứa con có hiếu sẽ rất là quý giá ở trước mặt Đức Chúa Trời, và Chúa ngài sẽ thăm viếng, Chúa sẽ thay đổi tấm lòng của những người cha, những người mẹ như vậy. Và Chúa ngài sẽ ghi điểm anh chị em, bởi vì anh chị em là những đứa con hiếu thảo ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng là trong Kinh Thánh của ước không hề có một khái niệm nào về Đức Chúa Trời là một người cha dễ gần và đầy ân điển, đầy yêu thương như chúng ta được biết về Chúa ở trong thời tân ước. Ở trong tân ước thì chúng ta thấy được có danh xưng về Đức Chúa Trời, ngài là người cha hay thương xót. Và qua Chúa Jesus Christ mà tấm lòng của Đức Chúa Trời được bày tỏ với nhân loại của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn số 1 câu 18, lời của Chúa chép rằng là chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ có một ở trong lòng cha, là đấng đã giải bày cha chúng ta biết. Thưa quý mà cho em, trước khi mà Chúa Jesus đến thế gian này thì cả thế giới này, cả dân Israel nữa, cũng không hề có một cái danh xưng nào về Đức Chúa Trời là người cha tốt lành của họ cả. Chúng ta biết có những danh xưng như là Đức Chúa Trời Ensadai nè, Đức Chúa Trời Jehovah Rohi, rồi Rapha, Jireh, rất là nhiều danh xưng của Đức Chúa Trời trong bữa. Nhưng mà không có một danh xưng nào mà gọi rằng là Đức Chúa Trời là cha yêu thương cả. Cho đến khi Chúa Giêsu về đến thế gian này, ngài bày tỏ cho nhân loại của chúng ta về một thân vị người cha yêu thương của Đức Chúa Trời.
Và lý do tại sao mà Chúa Giêsu ngài đã hạ mình xuống như là một người con ở trước mặt Đức Chúa Cha. Và cho dẫu rằng Đức Chúa Trời ba ngôi, có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con là Chúa Giêsu đó và Đức Chúa Thánh Linh, ba ngôi này đồng đẳng đồng quyền với nhau, họ không ai lớn hơn ai cả. Nhưng mà Chúa Giêsu là ngôi thứ hai, ngài đã tự hạ xuống và ngài đã gọi ngôi thứ nhất là Đức Chúa Cha đó là Cha của ngài, và ngài tự gọi chính mình là Con. Và trong cái nghĩ của con người chúng ta, đối với mày xem, thì con lúc nào cũng nhỏ hơn Cha cả. Và cái điều này Chúa Giêsu ngài đã cố ý như vậy, ngài hạ mình xuống như vậy, không phải chỉ là để cứu chuộc nhân loại mà thôi, nhưng mà là để cho chúng ta thấy rằng là tình yêu mà Đức Chúa Cha là ngôi thứ nhất bày tỏ với Chúa Giêsu là ngôi thứ hai đó, như Cha với Con đó, thì tình yêu đó Chúa Giêsu cũng mong muốn tôi và chúng ta những người tin theo ngài cũng sẽ kinh nghiệm được với chính Đức Chúa Trời giống như là Cha với Con. Chúa Giêsu ngài đã làm gương để cho chúng ta thấy được rằng là Đức Chúa Trời đó, mà trước đây chúng ta kêu trời không thấu, để chúng ta khổ quá chúng ta kêu trời, chúng ta vái bốn phương tám hướng mà chúng ta không thấy ông trời trả lời chúng ta, rồi chúng ta đi hết chỗ này đi hết chỗ kia, đi núi này núi nọ, chúng ta nói trời ơi khổ quá, ông trời đâu có mắt hay sao mà không có cứu tôi. Quý mài cha ơi, thì qua Chúa Giêsu Christ chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, ngài rất yêu thương chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta lầm đường lạc lối, chúng ta không biết danh nào để chúng ta cầu xin, và bây giờ qua Chúa Giêsu Christ mà tôi và chúng ta được trở lại, được hòa thuận với Đức Chúa Trời, và chúng ta được hưởng được mối quan hệ ngọt ngào và thân mật với Đức Chúa Trời như Cha với Con và Con với Cha vậy. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 23, đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, ngài đã nói thế này: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. Vậy thì khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được một mối quan hệ rất là đầy yêu thương giữa Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Cha với chính chúng ta là những người ở trong Chúa Giêsu Christ. Vậy thì có thể anh chị em chúng ta sẽ thắc mắc rằng là ồ, nếu mà Đức Chúa Trời ngài là Cha của con người chúng ta, ngài là Cha của nhân loại này, ngài đã dựng nên con người của chúng ta theo hình ảnh của ngài, thế thì tại sao mà Đức Chúa Trời lại nở lòng nào để cho cả thế giới ngày hôm nay chúng ta, nào là chiến tranh, nào là dịch lệ Covid-19, nào là xung đột, rồi bạo lực, rồi cướp giết của gì ở khắp mọi nơi, dịch lệ lây lan tùm lum hết, rồi xăng lên, rồi cái gì nó cũng lên hết, đau khổ xảy ra truyền miên. Đức Chúa Trời đâu? Nếu ông trời có mắt, tại sao mà nó khổ như thế này? Nhưng mà quý mài cho em ơi, trước khi chúng ta hỏi như vậy, chúng ta cần phải đến với câu hỏi cá nhân của mình là Đức Chúa Trời ở đâu ở trong tâm lòng của chúng ta? Chính thế giới này đã khước từ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống của mình, đúng không ạ? Thế gian này đã khước từ Đức Chúa Trời, thế giới này đã phạm tội Đức Chúa Trời và đã tự chọn con đường riêng của mình. Ở trong Roma đoạn số 3 câu 23, lời của Chúa rằng là vì tất cả mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi con người chúng ta đã chọn không thờ phượng Đức Chúa Trời và chúng ta đi xa khỏi ngài, thì chúng ta đang tự chọn con đường riêng của mình. Chúng ta sống ở trong tội lỗi và tối tăm, và chính tội lỗi đó nó sửa phạt chúng ta. Chính tội lỗi đã khiến cho đời sống của chúng ta gặp nhiều cái sự đau đớn, tang thương, mất mát và đầy dậy những cái sự lầm than, khổ sở, tối tăm. Ở trong Jeremy đoạn 29, Jeremy đoạn 2 câu 19 chép rằng: Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lưu bỏ dơ qua Đức Chúa Trời ngươi và chẳng có lòng kính sợ ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng. Chúa là Đức Giê-hô-va và vạn quân phán vậy. Thưa quý mài trên, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là tội ác của chúng ta sẽ xử phạt chúng ta. Một sư nói như vậy không đúng, tôi chưa bao giờ tôi cầm dao giết người, tôi chưa bao giờ tôi đi trộm cắp gì hết, tôi chưa bao giờ tôi làm một cái gì đó gian ác tội lỗi hết. Tại sao một sư nói là tôi là người có tội? Quý mài trên ơi, tôi hỏi quý mài trên là quý mài trên ăn cơm của trời, uống nước của trời, lâm nguy tuyệt vọng kêu trời, cái gì cũng kêu trời hết, cái gì cũng nhờ trời hết, nhưng mà lại không thờ trời. Lấy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bắt cơm. Nhưng mà khi mà trời mưa xuống, ruộng nương lúa phì nhiêu trúng mùa, cái mình đốt nhang cúng thần nông, chứ không cúng trời, đúng không? Không có tạ ơn trời á, chỉ lo ông thần nông thôi. Ở khi mà mở cái cửa tiệm ra khai trương, cho ngày khai trương đó, này trời, trời ơi phù hộ cho tôi để tôi làm ăn buôn bán phát tài phát lộc. Thế là ông trời không cho. Khi mà cửa tiệm nó bắt đầu phát tài phát lộc lên ha, thì cũng ai cũng địa cũng thần tài đúng không ạ? Ô, cũng nhận thần tài may mắn quá, quên mất ông trời lại luôn, quên mày chưa.
Cho nên con người của chúng ta nó với ngoài xem, khi mà suy gẫm về điều đó, mình thấy rằng tấm lòng của chúng ta nó rất là sai lệch với Chúa. Chúng ta đang sống ở trong một thế giới này do Chúa dựng nên, nhưng mà chúng ta đã không đi theo luật pháp của Ngài. Và chúng ta đang nổi loạn ở trong tâm linh của mình để chúng ta đi xa khỏi Chúa. Nhưng mà dẫu vậy, Đức Chúa Trời Ngài không bỏ rơi chúng ta. Chúa vẫn yêu thương chúng ta với ngoài xem. Và Chúa Ngài đã bày tỏ tình yêu đó với chúng ta qua Chúa Jesus Christ. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 chép rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vậy thì khi con người của chúng ta như là những đứa con hoang đàn bỏ ra khỏi nhà cha của mình, đi xa khỏi nhà cha của mình như vậy, thì Đức Chúa Trời là cha, Ngài vẫn yêu thương và Ngài vẫn tìm cách để kéo con người của chúng ta trở lại với Ngài qua Chúa Jesus Christ. Và khi chúng ta trở lại với Chúa Jesus Christ, chúng ta sẽ kinh nghiệm được ý nghĩa thực sự của chúng ta là gì và là ai ở trong thế giới rộng lớn này. Đôi khi chúng ta đã mất ý nghĩa cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sống mà không biết ngày mai, sống nhưng mà không hiểu được tại sao mình tồn tại trên thế giới này, rồi mình sẽ đi về đâu, mình đã đến từ đâu. Có những cái câu hỏi lớn mà chúng ta không thể tự trả lời được. Và chỉ qua Chúa Jesus Christ, chúng ta sẽ khám phá được ánh sáng và ý nghĩa cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không phải từ khỉ mà ra, chúng ta cũng phải từ dưới đất mà chui lên, hoặc là từ một cái vụ nổ Big Bang nào đó mà hình thành. Nhưng mà chúng ta ra từ Đức Chúa Trời, chính bàn tay của Đấng tạo hóa đã tạo dựng nơi chúng ta. Và Đấng tạo hóa đó là Đức Chúa Trời Linh Thánh. Và tôi và chúng ta có ảnh tượng của Chúa ở bên trong linh hồn của chúng ta. Chúng ta là một loài cao trọng, được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Thì chúng ta không giống khỉ, chúng ta cũng không phải từ khỉ mà ra. Nếu ai đó cho rằng họ là khỉ mà ra đó, thì tôi giả sử thôi, tôi hỏi rằng là anh có đồng ý rằng là cái mặt của anh nó giống khỉ không? Quý vị nghĩ rằng là người đó đồng ý không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Rất là tự ái và xúc phạm. Như vậy thì có người của chúng ta là một loài cao trọng, chúng ta không thể nào tự so sánh mình với những loài động vật khác. Và từ lương tâm của chúng ta cũng biết rằng là chúng ta là một loài cao trọng. Và con khỉ nó là con khỉ, còn con người là con người. Và Kinh Thánh ở trong Sơ Ký đoạn số 5 câu 1 chép rằng là Đức Chúa Trời này dựng nên con người và Ngài gọi đó là người. Chứ Ngài không gọi đó là khỉ tiến hóa hay là loài vật cao cấp nào đó. Và khi chúng ta hiểu ở trong ánh sáng của Chúa, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài chính là cha của mọi linh hồn ở trên đất này. Chúng ta phải thờ phượng Ngài quý mài cha, phải noi theo tấm gương của Ngài. Ngài là tấm gương sáng chói cho tất cả những người cha ở trên đất này. Dẫu rằng có người của chúng ta phạm tội và chúng ta xấu xa, chúng ta làm rất là nhiều cái điều gian ác, nhưng mà tình yêu và sự nhân từ của Chúa vẫn luôn bày tỏ cho con người của chúng ta. Rất là tuyệt vời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 5 câu số 45 phần B, Kinh Thánh nói rằng là: bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Quý vị thấy không? Con người của chúng ta ác rất là dữ, nhưng mà Chúa Ngài vẫn làm mưa ban nắng cho tất cả mọi người. Và Chúa yêu thương con người của chúng ta cách vô điều kiện như vậy. Ngài mong chờ tôi và chúng ta, tất cả mọi người chúng ta nhận biết rằng mình cần được thương xót. Ngài mong chờ tất cả chúng ta trở lại với Ngài. Và khi chúng ta đã tin Chúa rồi, chúng ta hãy sống trọn vẹn giống như tình yêu và ân điển mà Chúa dành cho nhân loại của chúng ta. Ở trong câu số 48, lời của Chúa cũng nói biết thế này: thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Lời của Chúa khích lệ chúng ta rằng là chúng ta hãy sống một đời sống trọn vẹn giống như cha trên trời là đấng trọn vẹn. Vậy thì hỡi những người cha ở trong hội thánh, chúng ta hãy sống một đời sống trọn vẹn theo tấm gương của Đức Chúa Trời của chúng ta. Có lẽ chúng ta là những người đã bị ảnh hưởng bởi tội lỗi trước đây, nhưng mà chúng ta cũng hãy sống theo lời của Chúa để chúng ta trở thành những người chồng, những người cha tin kính và có tầm ảnh hưởng cho vợ, cho con ở trong gia đình của chúng ta. Trước hết thì chúng ta sẽ nói về Đức Chúa Trời. Ngài chính là một người cha hoàn hảo và tốt lành. Ngài hoàn hảo và tốt lành thế nào? Tôi vừa mới trình bày với chúng ta khi nãy, đó là tình yêu của Chúa luôn luôn bao la và tuyệt vời dành cho con người của chúng ta. Dẫu con người chúng ta tội lỗi, xấu xa, phạm rất là nhiều tội, nhưng mà Chúa vẫn ban mưa ban nắng cho chúng ta. Quý vị nghĩ rằng là đó là tự nhiên. Ôi, cái không khí, cái không gian tự nhiên này, tự nhiên nó có chứ làm gì có. Nhưng quý mài chị em ơi, chỉ cần ông trời mà ông rút cái hơi thở của chúng ta ra trong vòng 5 phút thôi, chuyện gì sẽ ra? Chết. Dạ, chết đúng không ạ? Dạ, sẵn sàng chút thôi, chưa chết. Vậy thì ông rút cho tới 7 phút mới chết hẳn. Khi mà chúng ta bước vào trong bệnh viện, quý vị,
Chúng ta nhìn thấy có những người họ đeo cái ống thở trong lồng mũi của họ. Họ nằm, họ thoi thóp, họ hít lên, đấu tranh từng giây từng phút để mà sống đó. Quý vị sẽ thấy rằng là cái hơi thở của chúng ta nó rất là quý giá quý mà chị. Có thể một ngày người ta phải tốn 5 triệu bạc để mà mua cái bình oxy bên cạnh họ để họ thở. Một ngày mất 5 triệu, cái bình đó không miễn phí đâu. Mất 5 triệu như vậy, nhưng mà gia đình vẫn phải có tiền để mà mua cho người thân của mình, để họ có thể sống thêm được một ngày. Mà ngày hôm nay chúng ta sống khỏe mạnh như thế này, chúng ta đâu cần thở oxy đúng không ạ? Nếu mà Chúa người tính tiền với chúng ta đó quý vị, thì một năm chúng ta trả bao nhiêu tiền quý vị, thử nhân lên cho tôi biết đó. Một ngày 5 triệu, 365 ngày nhân cho 5 triệu đó ra bao nhiêu? 100 năm chúng ta nhân lên nữa, chúng ta sẽ thấy rằng con số rất là khủng khiếp, chúng ta trả không nổi. Nhưng mà Chúa vẫn ban chúng ta miễn phí. Vậy thì mỗi ngày khi chúng ta thức dậy một buổi sáng, chúng ta hãy cảm ơn Chúa bởi vì con có hơi thở này, con vẫn còn mạng sống này. Trời ban cho con, chứ không phải là con tự có. Có những người họ đang rất là khỏe mạnh, ngủ một đêm tới sáng, thay cứng đờ, chết. Không biết là ngày hôm đó sẽ là ngày cuối cùng đời sống của mình với mày chăng. Cho nên chúng ta thấy rằng là còn sống được đó là ân điển mà Chúa ban cho. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải trân quý. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là mình phải có cái tiền hoặc là có cái gì đó nó lớn lao thì mình cảm ơn Chúa. Nhưng mà có những cái điều nó rất tưởng chừng như là đơn giản đó, nhưng mà nó là một cái đặc ân rất lớn mà Chúa dành cho chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 7 câu 9 cho đến câu 11, Chúa Giê-xu ngài nói thế này về trang trời. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt hay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu ngài nói rằng là khi mà một người con đến xin bánh hoặc là cho xin cá, thì cái người cha yêu thương con của mình không bao giờ có người cha nào mà lại nhẫn tâm để cho đá hoặc là cho rắn đối với đứa con của mình cả. Nếu mà có như vậy thì tôi thích nghĩ rằng đó phải là cha ruột, mà chỉ là cha ghẻ hoặc là cha nuôi mà thôi. Còn nếu mà cha ruột thì không bao giờ có cái tình trạng như vậy cả, đúng không? Và Chúa này nói rằng là các ngươi là những con người tội lỗi xấu xa như vậy đó, mà các ngươi còn biết thương con của mình, thì huống chi trên trời ngài là đấng hoàn hảo trọn vẹn, không có một cái tội lỗi nào có thể cám dỗ được ngài, thì ngài còn yêu thương chúng ta còn nhiều hơn nữa. Và Chúa Giê-xu khích lệ chúng ta hãy đến với Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa, cầu xin với Chúa giống như là một người con đang cầu xin cha của mình vậy đó. Và chắc chắn rằng là trong tấm lòng đầy yêu thương và thương xót của cha, ngài sẽ ban chúng ta cái điều mà chúng ta cầu xin. Tuyệt vời không biết mà cha, chúng ta có một người cha ở trong phần tâm linh của chúng ta. Và những anh chị em nào chúng ta không còn cha, không còn mẹ mà chúng ta nghe những điều này trong buổi sáng nay, tôi cũng khích lệ quý mài chị em chúng ta hãy hướng lòng về Chúa và dâng cuộc đời của mình, linh hồn của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Ngài chính là người cha hoàn hảo và tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Có thể chúng ta không còn cha trong thời xác, nhưng mà có một người cha luôn luôn dõi theo đời sống của chúng ta. Trong bất cứ nơi nào chúng ta đi, trong bất cứ chỗ nào chúng ta ở, Chúa vẫn luôn luôn dõi theo chúng ta như là một người cha tốt lành nhất. Amen. Chúa Trời ngài có con nhưng mà ngài không có cháu. Tức là tôi và con của tôi, chúng tôi tin Chúa Giê-xu thì tất cả chúng tôi đều là con của Chúa. Chứ Chúa không có tính rằng là tôi là con của Chúa rồi con của tôi tin Chúa là nó là cháu của Chúa. Chúa không có nói như vậy. Cháu của tôi, chích của tôi, dòng dõi của tôi sau này nó vẫn là con của Chúa. Trong mắt của Chúa không có cháu vui mà chàng. Bởi vì tôi cần phải đối xử với con của tôi như thể nó cũng là anh em của tôi ở trong Chúa Giê-xu. Amen. Và trong cái nhìn của Chúa thì chúng ta đều là con của ngài cả. Và chúng ta có chung một cha, và người cha đó luôn luôn dõi theo trong đời sống của chúng ta, ngài biết những ước ao, những ước muốn trong lòng của anh chị em. Có thể có những điều anh chị em không muốn chia sẻ với ai, hoặc là không tiện nói ra với mọi người, nhưng mà Chúa vẫn nhìn biết ý tưởng và tấm lòng của anh chị em. Ngài sẽ ban cho anh chị em ở trong đúng thời điểm của ngài những gì mà anh chị em đang ước ao và cầu xin nơi Chúa. Tôi tin rằng là nếu đẹp ý Chúa thì ngài sẽ ban cho anh chị em cái điều mà anh chị em đang khao khát và tìm kiếm. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33, lời của Chúa cũng chép rằng là nhưng trước hết hãy tìm kiếm nếu Đức Chúa Trời và sự công bình của ngài, thì ngài sẽ ban thêm cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Cái điều mà chúng ta khao khát tìm kiếm, chúng ta có lý khi làm việc đó, nhưng mà hãy nhớ một điều rằng là Chúa cần phải là ưu tiên trước hết trong đời sống của chúng ta. Ngày Chủ nhật chúng ta có thể đi làm rất là nhiều tiền, chúng ta có thể đi tăng ca, chúng ta có thể làm thêm để kiếm thêm tiền, nhưng quý mà chị mời đừng vội đánh đổi cái ngày Chủ nhật
thờ phượng Chúa đầy phước hạnh ở trong hội thánh để chúng ta lấy những số tiền thêm đó với mài chèo. Bởi vì trong mắt Chúa cái số tiền thêm đó nó vẫn còn ít lắm so với ơn phước mà Chúa có thể ban chúng ta lâu dài sau này. Cho nên hãy tạm gác lại tất cả những công việc làm của chúng ta ở trong ngày Chủ nhật, hoặc là trong ngày mà chúng ta được riêng ra để chúng ta tìm kiếm Chúa. Và khi Chúa ngày trước hết với mài chèo, Chúa sẽ ban phước cho mọi công việc làm của chúng ta trong tuần còn lại. Có những nơi chúng ta thấy rằng là họ chỉ tập trú vào trong việc làm giàu và đeo đuổi tiền bạc hơn là đeo đuổi Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy một điều rằng là nếu đời sống của chúng ta có Chúa trên hết, chúng ta tôn kính Chúa, chúng ta theo đuổi Ngài và chúng ta làm theo lời của Chúa, chắc chắn là sự giàu có và phước hạnh nó sẽ theo đuổi đời sống của chúng ta. Ở trong Thi thứ 23, lời của Chúa ở trong câu 6 chép rằng là quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự sống của Chúa sẽ theo tôi luôn. Bởi vì khi chúng ta có Chúa này là đấng chăn giữ đời sống của chúng ta, thì phước hạnh và sự sống của Chúa, tức là những sự giàu có và thịnh vượng, nó sẽ đi theo đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta có một người cha rất là tốt lành, một người cha rất là tốt lành. Có người của chúng ta đã đánh mất đi mối quan hệ tốt lành với Chúa Trời bởi vì cớ chúng ta phạm tội. Và Chúa Giêsu ngài đã kể về cái câu chuyện này để chúng ta suy gẫm về cuộc đời của chúng ta ở trước Đức Chúa Trời. Ngài chính là cha của mọi người chúng ta. Ở trong Luca đoạn số 15 câu 11 cho đến 24, Chúa Giêsu ngài lại phán rằng: có một người kia có hai con trai, người em nói với cha rằng: thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch cả tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ sẽ có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đầu chân heo. Nó muốn lấy vỏ đầu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng: tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: thưa cha, con đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bỏ con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Thưa quý mời cho em, đây là câu chuyện mà Chúa Giêsu ngày kể về một gia đình nọ có hai đứa con trai. Cái người cha này có hai đứa con trai và người cha này rất là giàu có. Đang khi mà cuộc sống êm ấm như vậy, đứa em không muốn và nó xin người cha chia gia tài. Cha đang sống mà đòi xin gia tài, chẳng thế nào đó rằng là cha chết đi, đúng không quý mời cho em? Cha mẹ mình còn sống mà đòi chia gia tài, chẳng khác nào là mình đang trù ẻo cho cha mẹ của mình chết. Mà khi mà người cha chia tài như vậy thì nó ôm lấy gia tài và tài sản đó, nó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch hết. Và khi xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn nói lớn, chắc là dịch Covid-19 bùng phát, cho nên là công an việc làm thất hết, mất hết. Bắt đầu nó mới bị nghèo thiếu và đi làm mướn cho một người bổn xứ. Thúi mài cho em, đây là hình ảnh của con người của chúng ta. Quý mài cho em, Chúa đã tạo nên chúng ta, Chúa đã dựng nên con người của chúng ta. Nhưng lời của ông bà cha ta ngày xưa nói rằng là thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh. Tức là Chúa dựng nên muôn vật, chỉ có con người chúng ta mới có linh hồn mà thôi. Nhưng mà con người mà nói rằng là không có trời đất nữa hết, không có Chúa, không có thượng đế gì hết, con người chúng ta sống ở trong cái ý riêng của mình. Nhưng mà đến một cái thời xuống chó, từ trên con voi rớt xuống con chó, lúc đó chúng ta mới trắng mắt ra và chúng ta mới kêu trời: trời ơi, sao mà khổ quá vậy trời, tôi có làm ác gì đâu mà tôi lại thế này. Quý mài cha ơi, chúng ta làm ác hay không chỉ có lương tâm của chúng ta biết với Chúa mà thôi. Có thể chúng ta không ăn gian nói dối bằng miệng của chúng ta, nhưng mà trong tâm trí của chúng ta đầy dẫy những tội lỗi, chúng ta vẫn biết rằng là mình là một người tội nhân, nhưng mà chúng ta không chấp nhận luật pháp của Đức Chúa Trời và không chấp nhận con đường cứu độ của Ngài. Và cho đến khi chúng ta rơi vào trong cái chỗ gọi là bế tắc rồi, chúng ta không còn nhìn xung quanh được nữa, không còn ai xung quanh bên cạnh chúng ta, bệnh tật thì bác sĩ che rồi, nợ thì đầy đầu mấy chục tỷ rồi, lúc đó chúng ta bắt đầu kêu trời. Giống như đứa con hoang đàn ở đây, lúc mà nó chăn heo, nó đi xuống cái chỗ gọi là cùng cực, tư một hoàng tử, bây giờ trở thành một cái thằng chăn heo, và thậm chí là muốn ăn đồ của heo ăn mà cũng không no, đúng không anh chị? Không ai cho hết.
Lúc đó nó bắt đầu lại nhớ đến cha của nó. Giống như con người của chúng ta, khi mà chúng ta cùng đường rồi bắt đầu chúng ta mới nhớ đến Chúa, đúng không? Chứ còn khi mà tiền đầy túi, tình đầy tim, cuộc sống thuận lợi, đang thăng quan tiến chức đều đều, không ai mà nhớ đến Chúa, không ai mà chịu đi đến thần thánh hay cầu xin tôn giáo hết. Nhưng mà khi mới tắt rồi, chúng ta mới tìm đến với Chúa và tìm đến với tôn giáo. Thì Thánh nói rằng là vậy nó mới tinh ngộ mà rằng tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Quý vị ơi, đứa con bắt đầu nhớ về cái khung cảnh ngôi nhà ấm êm của nó ngày xưa. Nó nhớ đến cái cảnh mà những cái người làm công ăn lương trong nhà cha nó ăn sung mặc sướng. Bắt đầu nó thèm, nó nhớ về nhà cha của nó. Và đây cũng là một trong những cái bài học mà Chúa Ngài dạy cho tôi khi tôi suy động về câu chuyện này. Đó là cái đứa con này hình bóng cho nhân loại đang hư mất của chúng ta. Và đứa con này nó đang nhớ về nhà cha của nó. Cha ở đây hình bóng cho Đức Chúa Trời. Và những ai phục vụ Ngài ở trong nhà của Ngài đó, có phải đói không quý mày cha? Có phải đói không? Theo như cái hình ảnh của cái đứa con này nó đang tưởng tượng, đang nhớ về nhà cha của nó đó. Nó nói sao ạ? Tại nhà cha ba biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật. Cái người làm mướn thôi, không phải là con nha. Cái người làm mướn, cái người ở đợi đó, phục vụ thôi đó, mà còn bánh ăn dư dật. Tức là sao? Sung sướng. Và Chúa Ngài nói với tôi là những ai hầu người ta đó, ta cũng sẽ tôn quý người đó. Theo cách của đứa con này đang suy nghĩ về nhà cha của nó. Trước đây tôi suy nghĩ rằng là hầu vì Chúa thì mình phải kham khổ, mình sống khổ sở, lây lấp, ngày đây mai đó, suốt đời của mình như vậy. Thậm chí có một cái suy nghĩ rằng là mình càng nghèo, hầu vì Chúa càng nghèo thì đó là càng thánh khiết, càng được ớt. Nhưng mà sau này Chúa Ngài thay đổi suy nghĩ của tôi. Chúa hỏi tôi rằng là giả sử con nhìn thấy một người nhân viên đại sứ quán của một cái đất nước cường quốc hàng đầu thế giới, mà cái người đại sứ quán đó đại diện cho đất nước của mình mà mặc áo rách cũ mềm rồi chạy xe đạp là cọc cạch, khổ sở tiền thì không có, nợ nần đầy đầu hết. Con nếu mà thấy cái người nhân viên đại sứ quán như vậy, con có tôn trọng cái đất nước của họ không? Thế là bắt đầu tôi suy nghĩ khác đi với mày chàng. Tôi nói dạ cảm ơn Chúa, Chúa dạy cho con một điều rằng là người hầu vì Chúa cần phải có một đời sống sung mãn và thịnh vượng, không những về tâm linh nhưng mà ngay cả phần thực thể. Có thể bắt đầu chúng ta theo Chúa, chúng ta rất là khổ sở, bị người khác bắt bớ chống đối, rồi chúng ta phải trốn chạy khắp nơi, rồi chúng ta phải gọi là giống như là một cái người nằm vùng vậy đó, lúc thì ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, lang thang bị mũi chích rồi đủ kiểu hết. Nói về mũi chích thì tôi nhớ có lần tôi cùng với mục sư Nguyễn Công Đức, trước đây cũng quản nhiệm với khu vực ở Cảng Bàng trên đây, hay chúng tôi đi thăm một gia đình tín đồ ở trên cái khu vực miền núi ở gần Vũng Tàu đó. Và đi vào trong cái khu vực miền núi đó, trên cái con đường đi lên núi đó, thì chúng tôi phải ngủ đêm ở tại nhà của tín đồ làm việc ở trong đó. Tối hôm đó chúng tôi phải ngủ trên hai cái võng mà trong cái chòi lá, không có cửa, không có nẻo gì hết. Hai anh em chúng tôi người nằm cái võng đây, rồi một số đất nằm bên kia. Ban ngày thì không có gì hết với màn che, nhưng ban đêm nó mũi bắt đầu không biết ở đâu nó chui lên quá chừng luôn. Bay vo ve mà tối cảm ơn Chúa vẫn cho tôi ngủ được. Tôi không biết một số đất thì sao, nhưng mà sáng dậy thấy cái chân và tay rồi người nó toàn là lớn đốm mũi chích khủng khiếp, mà chúng tôi cảm giác như là con mũi nó to lắm, cỡ giống như là phân nửa của cà mai. Mũi đừng mà mũi đuối mà, cho nên là nó chích khủng khiếp lắm. Cảm ơn Chúa chúng tôi có những cái ngày tháng mà chúng tôi phải phục vụ Chúa như vậy, bởi vì phải đi thăm những cái nơi vùng sâu vùng xa như vậy, đâu có chăn ê mềm ấm đâu. Bài đó mà Chúa vẫn hầu đãi cho tôi tới của Chúa. Một số đức bây giờ thì cũng rất là phước rồi, ở tại Hoa Kỳ. Và trong những ngày này tôi cũng được phước. Cảm ơn Chúa, phước theo cách mà Chúa ban đãi cho tôi. Và tôi tin rằng là ai hầu vì Chúa, người đó sẽ được phước. Có người không có chấp nhận cái điều này, họ nói rằng là mục sư là phải nghèo. Mục sư là càng thê thảm thì mới càng được sức giàu. Chứ mục sư mà đi Mỹ rồi đi Canada rồi đi châu Âu rồi đi nước ngoài đó là mấy ổng chắc là tham lam tiền bạc của thánh cho nên mới đi. Quý mài cha em ơi, đừng có suy nghĩ như vậy. Tôi hỏi quý mài cha em rằng quý mài cha em muốn được phước giống như Abraham, hay là quý mài cha em muốn được giống như là người nghèo trong cái câu chuyện của Lazarus và người giàu không? Lazarus cái thánh nói rằng là ở trong Luca đoạn số 15 á, đoạn số 16 á, Lazarus nghèo lắm. Mỗi ngày ông ngồi ở trước cửa nhà người giàu đó, nhìn miệng của người giàu thèm nhỏ dãi, đúng không?
mình thì đầy những ghẻ, chó đến liếm ghẻ của Lazarus, rồi bắn từ trên bàn của người giàu rớt xuống, muốn ăn lắm mà ăn không được. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là cái người nhà nghèo đó chết được vào thiên đàng. Đó, quý vị có muốn được vào thiên đàng theo kiểu Lazarus? À, nghèo đó nhưng mà vẫn được vào thiên đàng nha. Nhưng mà quý vị có muốn được giống như Abraham hoặc Isaac và Jacob không? À, Chúa nói rằng là ta sẽ đãi người tùy theo lời ta nghe ra từ miệng người nói. Nếu quý vị muốn mình là một người nghèo khó ở trên đất này theo Chúa, đến cuối cùng mình được vào thiên đàng giàu có, hay là quý vị muốn là mình là người giàu có thịnh vượng giống như tổ phụ của chúng ta là Abraham, Isaac, Jacob, ở trên đất này mình được giàu có thịnh vượng nhưng mà vào thiên đàng mình cũng được giàu có thịnh vượng giống như vậy, quý vị muốn cái nào? Cả hai đó. Mà có một người đã từng cầu nguyện ở trong sách Châm Ngôn rằng là Chúa ơi, con cầu xin Chúa hai điều, đó là đừng có để cho con quá giàu để mà con quên mất Chúa sau này. Con nói rằng ủa Chúa là ai? Rồi đến khi mà con quá nghèo đó thì danh của Chúa bị ô nhơ, người ta nói rằng ô nó tin Chúa mà nó nghèo ký sạc, chắc là Chúa không thương nó cho nên là Chúa mới đãi nó như vậy đó. Quý mài cha em ơi, hãy mở rộng tâm trí của chúng ta qua lời của Chúa để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là một Đức Chúa Trời, một người cha rộng rãi, chứ Ngài không có keo kiệt, không có bủn xỉn với con cái của Ngài đâu. Quý mài cha em, chúng ta không nhận lãnh được là bởi vì cớ chúng ta không cầu xin. Ở trong Thi Thiên là 4:3 chết như vậy, chúng ta không nhận được bởi vì chúng ta không cầu xin thôi. Chúng ta muốn giàu có thịnh vượng, hãy cầu xin với Chúa, hãy tôn thờ Chúa trước hết trong đời sống của chúng ta. Chứ đừng có mua vé số, đừng có chơi số đề, đừng có chơi đỏ đen, đừng có đá gà, đừng cá độ. Quý mời cho em, những cái điều đó không bao giờ ai dính vào mà được giàu có đâu. Quý mời cho em, mà tôi chỉ thấy cờ bạc và bạc thành bần, ai mà dính vào đó là càng nghèo hơn chứ không có bao giờ giàu hết. Bởi vì chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa, tại Chúa có khao khát được giàu có, được thịnh vượng ở trong công ăn việc làm của con. Để hàng xóm của con chưa tin Chúa đó, người ta nhìn vào thấy và ồ, tin Chúa như con đó, được phước đó. Tao muốn chắc, tao phải tin Chúa giống như nó. Đúng không quý mài chứ? Người ta nhìn vô chúng ta người xem chứ, người ta biết là ồ, Chúa đó là tốt lành nhân từ. Cầu nguyện cái gì được cái đó. Mà cầu nguyện xin Chúa chữa lành, Chúa chữa lành cho nó. Cầu nguyện xin Chúa ngày cho được phước cho con nguyện, Chúa ban phước cho nó. Vậy thì chúng ta hãy hy vọng nơi lời của Chúa quý mài chứ. Chúa của chúng ta rất là tuyệt vời. Và ai hầu về Chúa, Chúa sẽ tôn quý người đó, được bánh ăn dư dật quý mài cha. Chúa không có keo kiệt với chúng ta đâu. Quả thật rằng là trong những ngày đầu tiên chúng tôi đi theo Chúa, phục vụ Chúa, chúng tôi rất là khổ, rất là khổ. Không phải chúng tôi than, nhưng mà đây là thực tế. Nhưng mà trong cái lúc mà chúng tôi thiếu thốn như vậy, Chúa nói với tôi rằng là con cần phải vượt qua cái giai đoạn đầu tiên ở trong chức vụ của con là khoảng 10 năm thì con mới thấy được phước của ta. Bởi vì có những người theo Chúa họ chỉ tính bằng năm thôi, quý mài cha. Ôi, con năm nay Chúa cho con thấy phước nha, năm nay không có là con bye bye Chúa. Bây giờ cao lắm là 3 năm thôi, hoặc là 5 năm chúng ta đưa ra cái hạn định cho Chúa. Nhưng mà quý mài cha, mà Chúa nói với tôi rằng là theo Chúa không tính bằng năm như vậy, nhưng mà tính bằng 10 năm. Và cứ khoảng 10 năm chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta nó sẽ phước rất là nhiều. Người tin Chúa 20 năm sẽ phước nhiều hơn là người tin Chúa 10 năm. Người tin Chúa 30 năm sẽ được phước nhiều hơn là người tin Chúa 20 năm. Quý mài cha, em có đủ kiên trì và nhẫn nại để theo Chúa như vậy không? Chúng tôi ngày hôm nay có được như thế này, đó là bởi vì cơ Chúa thương xót và Chúa thấy cái sự trung tín của chúng tôi, Chúa báo đáp chúng tôi. Và trên Facebook của tôi không bao giờ tôi đăng những cái khổ sở, cái mà thiếu thốn hay là cái mệt mỏi của chúng tôi hết. Quý vị thấy trên trang Facebook cá nhân của tôi toàn đăng những hình ảnh mà gọi là tích cực không ạ, ăn uống chỗ này chỗ kia, đi chơi chỗ nọ. Có người cảm thấy không hiểu và họ cũng cảm thấy khó chịu, nhưng mà quý mài cho em, mục đích của tôi như vậy đó là để truyền cảm hứng cho những anh chị em chúng ta nghĩ rằng là tin Chúa và theo Chúa, phục vụ Chúa toàn là khổ. Nếu mà tôi đăng những cái khổ của tôi ở trên Facebook đó, có lẽ những người mà theo dõi tôi họ sẽ bỏ Chúa hết, hay là mất đức tin hết. Tôi than thở trên Facebook, tôi đăng lên đó là bảo đảm luôn là hội thánh tan rã hết. Nhưng mà có những cái lần mà chúng tôi được phước, chúng tôi phải đăng lên để làm chứng về ơn của Chúa dành cho gia đình của chúng tôi, để khích lệ cho nhiều người họ, các bạn của tôi mà họ chưa biết Chúa, họ thấy rằng ô, thật sự một sư tướng không được phước. Và quý mài cha em ơi, hãy tin rằng chúng ta có một Đức Trời, Ngài là một người cha tốt lành và hoàn hảo. Cha của tôi cũng là cha của quý vị. Nếu tôi được phước, quý vị cũng sẽ được phước. Chúng ta đều sẽ được phước với nhau. Amen. Yeah. Trong mắt người Chúa, Chúa không có thiên vị ai hết, quý mài cha em. Chúa không có công tin. Nếu quý vị hết lòng kính sợ Chúa, hết lòng hết linh hồn hết sức hết cái khôn mà kính mấy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, thì tất cả chúng ta đều sẽ được phước với nhau hết. Chỉ khác nhau cái thời điểm thôi, quý mài cha em. Chúa ngày có từng thời điểm cho mỗi một người chúng ta. Chứ đừng nghĩ rằng là một sư ở thành phố Hồ Chí Minh mới được phước.
Không, tôi từ thành phố Hồ Chí Minh tôi chuyển qua đây tôi quản nhiệm trong vòng hơn 2 năm thôi. Thì tôi thấy được đời sống của chính mình được phước. Hội thánh vui phước ở đây, tiền quỹ cũng được gia tăng và được phước nữa. Chứ bây giờ trong lịch sử cầu xe, quỹ của chúng ta lên cái con số đó là 7 con số 0 đúng không ạ? Bây giờ thì quỹ ở cầu xe chúng ta đã lên được 7 con số 0 rồi quý vị. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày cho nó lên 8 con số 0 luôn. Amen. 7 số 0 là 1 triệu đó. Chứ bây giờ luôn, tôi nhớ là cái thời gian mà tôi mới lên đây, hội thánh cầu xe này, đôi khi tôi hỏi những người mục sư quản nhiệm, thì quỹ ở đây nhiều không mục sư? Không, đây ít lắm, vài 300 tháng tồn là quý lắm rồi, có thậm chí có tháng âm nữa, đúng không em? Thì nhưng cảm ơn Chúa là từ khi mà quản nhiệm hội thánh tại đây, Chúa ban phước cho đời sống con dân Chúa. Công việc của chúng ta vẫn như vậy, nhưng mà lạ lắm, tài chánh đến và không có nợ nữa, thậm chí còn dư dật. Tôi tin rằng là đó chỉ là cái việc nhỏ của Chúa thôi, Chúa đang khởi đầu được cái việc nhỏ thôi. Còn những việc lớn lao hơn sau này, Chúa sẽ ban phước cho thánh của Chúa theo cách không tưởng của Chúa nữa với màn che. Vậy nếu sau này mà tôi có đi xe hơi mà khoảng 1 tỷ hoặc là 2 tỷ đến đây để rao giảng lời Chúa, quý vị có còn mở cửa đón tiếp tôi không? Hay hỏi thêm một cái câu lịch sự nữa là quý vị có còn bỏ thư cho tôi nữa hay không? Ôi sao giàu quá, bỏ thư cái gì mình xin? Cách đây vài tháng trước, tức là vào dịp là Tết vừa rồi, tôi cùng với gia đình của chúng tôi đi thăm một gia đình con cái Chúa tên Chúa, cũng chúng tôi cũng làm chứng, cũng chăm sóc cũng vài năm nay rồi, cũng lâu rồi cái người này không có đi nhóm thờ phượng Chúa đâu hết. Chúng tôi đi thăm gia đình của người con cái Chúa này ở rất là xa, ở tận miền Tây Nam Bộ. Chúng tôi đi tổng cộng hết là đi về luôn là gần 300 cây số. Hôm đó tôi cũng khá là mệt cho nên là tôi đi với ba mẹ của tôi, đi xe hơi, đi Innova chứ không phải đi Fortuner nha. Chúng tôi đi đến nó thăm viếng, khích lệ rồi cũng vui vẻ cười nói. Nhưng mà khi chúng tôi về đó thì chúng tôi nhận được một cái sự phàn nàn. Sao mục sư Tấn với mục sư Thiết đến thăm gia đình không có cho đồng nào hết. Tôi nghe tôi buồn. Tôi nghe tôi thật sự là buồn luôn, bởi vì hôm đó tôi rất là mệt và tôi rất là nhiều việc, nhưng mà tôi vẫn mang tấm lòng yêu thương để tôi thăm với gia đình. Nhưng mà họ không hiểu. Họ nhìn vào xe hơi của chúng tôi đó, họ nói đi xe hơi tới đây là phải có bao thư nữa chứ làm cái gì tới không. Quý mài cho em ơi, tôi nghe như vậy tôi mới hiểu ra một điều rằng là đôi khi á mình đi xe hơi hoặc là mình đi xe mà xịn quá đó, người ta không nhìn thấy Chúa nữa mà người ta chỉ nhìn thấy lúa thôi, người ta không còn nhìn thấy đạo nữa mà người ta nhìn thấy gạo. Cho nên là tôi cầu nguyện với Chúa ơi, nếu mà con có nhiều tiền á, sau này con chỉ mua xe hơi khoảng chừng 1 tỷ mấy thôi chứ không đi xe hơi 2 tỷ. Đi xe mà xịn quá đó quý vị, người ta nhìn vô người ta nói ông này giàu lắm, mà lúc nào cũng trong ngóng là có tiền từ người đó. Thực tế thì là mục sư chúng tôi không có lương luôn quý mài chàng, không có lương. Chúng tôi chỉ nhận bao thư khích lệ từ hội thánh của Chúa. Nếu quỹ hội thánh của Chúa nhiều chúng tôi nhận được nhiều, còn nếu không có thì thậm chí chúng tôi có hội thánh tôi quản nhiệm, tôi không lấy một chút nào ở trong quỹ của hội thánh đó, bởi vì hội thánh đó đang khó khăn về tài chính. Và tôi chia sẻ cái này để cho quý vị thấy rằng là cho dầu rằng Đức Chúa Trời ngày ban cho chúng tôi bánh ăn dư dật và chúng tôi được phước, nhưng mà quý vị đừng bao giờ tìm kiếm phước nơi con người cả. Hãy nhìn lên Chúa quý mài chàng. Chúa có vô số cách để ban phước cho chúng ta. Có người của chúng ta có thể chỉ nhìn thấy một người hoặc là nhìn những người xung quanh thôi, nhưng mà Chúa trên trời ngày nhìn thấy hơn 7 tỷ người trên hành tinh này để qua đó chúc phước cho đời sống của chúng ta theo cách của Chúa. Amen. Đừng nghĩ rằng ở thành phố Chí Minh ai cũng giàu hết. Đừng nghĩ rằng ở thành phố thôi chắc chắn phải giàu. Thậm chí ở thành phố Hồ Chí Minh trong những cái dịp lễ Tết đó, có những người bạn của tôi đó, họ hỏi sao nay họ Tết rồi mà họ không về quê. Dạ không có tiền mục sư. Ủa sao vậy, không có tiền về quê chứ được chứ sao? Dạ về quê Tết đó là phải có tiền cho người này kia chứ, quê em nghĩ tụi em giàu lắm, trên đây có nhiều tiền lắm, về quê là phải cho người này người kia chứ không có chuyện mà về quê mà dắt cái mặt không tới chào hàng xóm đâu. Quý mà cha ơi, hãy suy nghĩ khác đi quý mà cha, thay đổi tư duy đi. Đừng nghĩ rằng ở thành phố Hồ Chí Minh người mới giàu. Nhưng mà ngay tại thành phố Tây Ninh của chúng ta nè, chúng ta vẫn là người giàu. Thậm chí ở Cảng Bàng này đó quý vị, có những người giàu hơn những người thành phố Hồ Chí Minh luôn quý vị. Hôm qua tôi ra ngoài thị trấn Cảng Bàng là tôi thấy xe hơi đầy nhóc ở ngoài đó, thậm chí là muốn kẹt xe luôn á. Chúng ta nói ô giàu hơn Gò Vấp ở chỗ tôi sống nữa. Đâu có phải là Tây Ninh mình nghèo đâu quý vị. Có những người họ rất là giàu.
Vậy thì chúng ta cần phải suy nghĩ đổi khác để quý mài cha. Dĩ nhiên trong Chúa chúng ta ai cũng là người giàu có hết. Chúng ta có Cha trên trời là đấng giàu có ban phước chúng ta giàu có. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ chúng ta trông mong nơi người này người kia ở trong hội thánh giúp đỡ chúng ta. Nhưng hãy trông mong nơi Chúa. Chúa sẽ là đấng có cách để ban phước cho chúng ta. Rất là lạ lùng quý mài cha. Mẹ của chị Tư vừa rồi cũng tin Chúa trong cái đợt dịch. Ở tại Bình Phước, nhà bà có một cái cây me phía trước trước nhà. Và bà làm chứng rằng là lạ lắm mục sư. Tôi tin Chúa xong trong vòng có một hai tháng thôi, Chúa khiến cho cây me đó ra trái rất là nhiều. Trái ngon, trái ngọt nữa. Và khi mà đem những cái trái me đó ra bán ngoài chợ, bán sạch trong vòng 7 nốt nhạc luôn. Chưa bao giờ mà bán mà nhanh như vậy, lời 300 ngàn chỉ trong vòng tích tắc thôi quý vị. Và nói ồ phước quá. Chưa bao giờ luôn. Còn trước đây á, là mới đem ra chợ thôi, là ngồi từ sáng đến chiều, thậm chí không ai mua hết. Nhưng mà khi có Chúa bước vào trong đời sống của bà, Chúa ban phước cho bà theo cách lạ lùng của Chúa. Bán cái gì được đặt cái đó. Quý vị thấy lạ không? À, Chúa có cách để ban phước cho chúng ta. Ngay cả tận ở trong cái vùng sâu, vùng xa, hẻo lắm như vậy, Chúa vẫn đến tận nơi để Chúa ban phước chúng ta. Vậy thì tôi cầu nguyện xin Chúa ngày cho phước hạnh của Chúa đầy dẫy ở trên bàn tay, trên đời sống của chúng ta. Để khi chúng ta làm công việc gì, chúng ta cũng đều được phước của Chúa cả. Amen không ạ? Dạ, chúng ta được phước theo cách lạ lùng của Chúa. Trước đây khi không có Chúa đó, chúng ta nhắn tin, chúng ta kêu người này kia mua sản phẩm của chúng ta, thậm chí thiếu điều muốn gãy lưỡi người ta cũng không mua nữa. Nhưng mà khi có Chúa và Chúa ban ơn, Chúa sức giàu chúng ta, chúng ta nhắn tin vài ba câu đó, ok rồi ngày mai đặt cho tôi 10 hộp. Lạ đúng không ạ? Dạ, đúng rồi, tôi nói đúng chính xác luôn. Có người amen đồng ý cười khoái chí mà kia. À, cảm ơn Chúa. Ok, tiên tri cho nên tôi nói đâu cũng đó. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Để chúng ta làm công việc gì, chúng ta cũng đều được phước cả. Theo cách lạ lùng của Chúa. Và hôm nay thì cũng có hai anh chị em cũng từ Gò Dầu, đó là anh Trung và chị Thanh đến đây để trước nhất là cũng đi theo bạn của mình để xem Chúa ngày tốt lành thế nào ở trong sự nhóm lại của chúng tôi. Thứ hai nữa đó là anh chị cũng muốn được nghe lời của Chúa. Và tôi đã chia sẻ lời của Chúa vừa rồi. Mong ước rằng lời của Chúa khi nãy cũng là một cái sự tác động đến trong tấm lòng của chúng ta để thỏa đáp những cái ước ao, những cái khắc khoải, những cái gì mà anh chị còn thiếu ở trong những ngày vừa qua ở trong tâm linh của mình. Thứ nhất là mình muốn được Chúa ngày tha thứ lỗi của mình. Thứ hai, mình muốn được hòa thuận lại với Chúa và trở thành con của Chúa. Và thứ ba, đó là linh hồn của chúng ta sau khi chết, chúng ta sẽ được về thiên đàng với Chúa và chúng ta được sống một đời sống vĩnh phúc ở trong thiên đàng đời đời. Và ba điều này nếu mà chị và anh khao khát có được thì tôi xin mời anh chị đến đây và chúng tôi sẽ cùng cầu nguyện cho anh chị để anh chị trước nhất được trở lại với Chúa, thờ phượng Ngài là một người cha tốt lành. Và Chúa Ngài nói rằng là nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở thành con cái của Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ tin danh Ngài là danh Chúa Jesus Christ. Vậy thì anh chị chỉ cần tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình thì anh chị sẽ có được một cái vị trí, đó là con của Chúa. Trước đây mình kêu trời không thấu, mình kêu cái trời cao quá không biết là có nghe không, nhưng bây giờ thì qua Chúa Jesus Christ, Ngài là một nhịp cầu để nối liền chúng ta với Đức Chúa Trời, và bây giờ chúng ta được trở thành con của Chúa. Ngài không còn xa nữa, nhưng mà Ngài đang ở trong tấm lòng của những người tin nơi Chúa. Bây giờ chị có muốn trở thành con của Chúa không? Chị có muốn ông trời trở thành một người cha tốt lành ở trong lòng của chị không ạ? Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chị đã đồng ý gật đầu. Xin mời chị bước đến đây. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cầu nguyện chị cho chị tiếp nhận Chúa ở trong buổi sáng này. Dạ, cảm ơn Chúa, rất là tuyệt vời. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.